Trà thanh nhiệt đốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi thắng bên ngoài. Dạ, tinh thần của em hôm nay khá là thoải mái. Em chỉ lo là không biết lên sân khấu có thử thách thêm cái gì hay không. Chúng ta hãy cùng đến với thí sinh tiếp theo của sàn tiên phong. Xin mời Bá Vương. Em xin gửi lời chào đến Barbie Oras ạ. Bây giờ em xin gửi đến Barbie Oras cũng như là tất cả mọi người một sáng tác của em tên Pretty Girl ạ. Yeah, yeah. Oh, hey. Oh, oh, yeah. I love you girl, I love you girl, I like you boy, yeah. Trong giấc mơ nơi anh đang kiếm tìm, chìm sâu vào nỗi niềm khao khát từ con tim. Oh oh, vì đã quá lâu riêng anh một bóng hình, niềm tin vào chính mình anh biết tìm nơi đâu, và bóng tim nơi ấm lên mỗi khi gần bên em. Chẳng biết vì sao cứ nghĩ đến người và từng phút giây mình ở bên thật chẳng thể quên. Muốn được cầm tay em, thấy em cười trong xinh tươi, nhìn em thì thầm và lắng nghe những lời chân thành từ anh. Pretty girl, trong lòng anh thấy nhớ, anh mong chờ em thất thờ như chìm trong giấc mơ. Oh, are you ready? Sao kia lấp lánh từ mắt em chiếu soi lòng anh. I love you, I need you, you are my everything girl. Vội mong chờ, vội đem hình bóng em vào giấc mơ đợi chờ em bao ngày. I love you, you are my everything girl. Vội mong chờ, vội đem hình bóng em vào giấc mơ đợi chờ em bao ngày. Chỉ cần một lần được gần ngắm nhìn em là lòng này đã chìm vào em rồi. Em hãy cho anh biết em đang nghĩ gì, yeah. Đợi chờ liệu có được chi, dại khờ mình hãy cùng yêu nhau nhé em. À liệu em có biết là tim này ấm lên mỗi khi gần bên em. Chẳng biết vì sao cứ nghĩ đến người và từng phút giây mình ở bên thật chẳng thể quên. Muốn được cầm tay em, thấy em cười trong xinh tươi, nhìn em thì thầm và lắng nghe những lời chân thành từ anh. Pretty girl, trong lòng anh thầm nói, anh mong chờ em thẫn thờ như chìm trong giấc mơ. Oh, are you ready? Sao khi lấp lánh từ mắt em chiếu soi lòng anh, yeah. Oh, yeah, yeah. Bóng tim này ấm lên mỗi khi gần bên em. Chẳng biết vì sao cứ nghĩ đến người và từng phút giây mình ở bên thật chẳng thể quên. Muốn được cầm tay em, thấy em cười trong xinh tươi và sẽ không rời xa. Vội mong chờ, vội đem hình bóng em vào giấc mơ đợi chờ em bao ngày. I love you, you are my everything girl. Vội mong chờ, vội đem hình bóng em vào giấc mơ đợi chờ em bao ngày. I love you, you are my everything. Vội đem hình bóng em vào giấc mơ đợi chờ em bao ngày. I love you, you are my everything girl. Vội mong chờ, vội đem hình bóng em vào giấc mơ đợi chờ em bao ngày. Xin cảm ơn. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. À, còn một chút xíu như này, anh muốn hỏi rằng là ca khúc này Pretty Girl này là em sáng tác lâu chưa? Hay là mới? Dạ cũng khá lâu rồi, nhưng mà khoảng thời gian gần đây thì em nghe lại những ca khúc mà mình đã sáng tác trước đó, thì đây là một ca khúc mà em nghĩ là mình có thể khai thác nó lại, nên là em đã sửa nó và viết nó lại một tí. You are my everything hay là Pretty Girl hay gì nó
nó không được mới. Anh vẫn chưa thực sự thấy được cái điều mới, và đó là lý do vì sao anh hỏi em sáng tác ca khúc này lâu chưa. Về giọng hát của bà Vương và cũng như là các cái cách xử lý thì giọng hát của em vẫn rất là tốt. Ngoài giọng em ra thì nó có thêm những cái phần trồng vào nữa. Một đôi chỗ có những cái phần trồng, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thì anh nghĩ rằng là nếu mà để công bằng cho tất cả mọi người thì em không nên làm như vậy. Em có thể bỏ cái phần đó đi. Tại vì như vậy thì ba vị Orash ở đây mới biết được cái điểm yếu, và cũng như rằng là em sai, em lỗi ở chỗ nào. Chứ bây giờ có chồng hết rồi thì làm sao mà biết được, đúng không? Làm như vậy là để công bằng nhất với tất cả các bạn thí sinh, ai cũng phải như nhau. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya, dậy sớm, chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut, mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh, tươi tắn The Debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Không thể nào chấm khách quan cho em so với các bạn khác được. Em đã sử dụng phần trồng rất là nhiều. Như thế là quá là không công bằng với những bạn khác. Không công bằng với những bạn khác. Em xuất phát điểm rất là tốt thì tại sao em lại chọn cái điều đấy để em làm? Phần đầu chị bắt đầu hơi cuốn hút thì chị lại thấy là nó tiếp tục diễn ra một cách nhàm chán. Chị nghĩ may mà có một cái nốt cao em lên. Nó đã là một điểm nhấn để cho chị thấy rằng là em muốn bứt phá. Chị nói như vậy là bởi vì chị biết khả năng của em sẽ còn được hơn như thế này nữa. Nếu em hát như vậy thì chị nói đây là phảng phất hình ảnh âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Tôn, nhưng không hay bằng.